ngày 17 tháng 11 thi hành án tử hình Nguyễn Hải Dương. Thưa quý vị, chiều 14 tháng 11, ông Nguyễn Hữu Chí, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Hải Dương tại Bình Dương vào ngày 17 tháng 11 tới. Dương là một trong hai người gây ra vụ thảm sát khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở huyện Trơn Thành hơn 2 năm trước tử vong. Ông Chí cho biết Dương đang ở trại giam của tỉnh, sức khỏe vẫn ổn định. Đồng phạm của Dương, Vũ Văn Tiến cũng bị Tòa án Nhân dân tối cao y án tử hình. Ông Chí nói hiện Chủ tịch nước vẫn chưa quyết định đơn xin giảm án của Tiến nên chưa xác định ngày thi hành án với tử tù này. Theo bản án, Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh, con gái ông Mỹ suốt thời gian dài. Đầu năm 2015, cả hai chia tay do gia đình Linh ngăn cấm. Dương mang lòng thù hận, muốn giết cả nhà bạn gái cũ để cướp tài sản. Dương rủ Trần Đình Thoại tham gia. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng mùng 5 tháng 7, Thoại từ chối, nhưng hôm sau vẫn mua dao cho Dương. Dương sau đó lôi kéo Tiến, nhưng nói dối là đến đòi nợ vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia cho Tiến một phần. Rạng sáng mùng 7 tháng 7, cả hai đột nhập biệt thự lần lượt sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na, 18 tháng tuổi, con út của ông Mỹ, Dương dỗ ngủ ngon trước khi bỏ trốn. Cuối năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Thoại nhận 16 năm tù về cùng tội danh. Dương chấp nhận hình phạt, xin được thi hành án sớm. Tiến và Thoại xin giảm án. Ngoài việc đề nghị tăng án với Thoại, gia đình nạn nhân muốn tòa phúc thẩm xem xét dì ruột của Dương có hay không đồng lõa với cháu trai. Tháng 7 năm ngoái, Tòa án Nhân dân tối cao ghi nhận Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn bác đơn kháng cáo do hậu quả vụ án đặc nghiêm trọng. Kháng cáo của Thoại và gia đình bị hại cũng bị bác. Đủ hết rồi. Đủ hết rồi. Anh ơi, anh. Thì đề nghị tất cả các phóng viên xuống gọi một chút xử. Xuống xuống hết. Lên xuống hết. Xuống đây. Mấy tiền đó không được lên một chút xử em. Dưỡng pin đi, dưỡng pin đi. Dưỡng pin. Lên xuống hết giùm cái. Lên xuống hết không dùng cái sợi giùm đây. Thằng này nè. Thank you.
Hơn nguyên thủ quốc gia. Đi mà lực không đó hết. Này đi đó. Cho mượn cái chỗ này. Hội đồng xét xử chuẩn bị và làm việc đề nghị các bị cáo vào đúng vị trí. Đừng có ngồi mà ơi, ngồi là chạy, ngồi là ra nét kiểu.
Lùi lại đi anh ơi. Đứng phía sau anh. Đứng phía sau anh. Đứng phía sau anh vui lòng, anh lùi lại sau đi nha. Mấy anh, anh làm chen. Tôi làm nhiệm vụ cho anh trong cảm đi. Rồi rồi rồi. Chọn vị trí làm phù hợp. Anh cho đậu quay, anh cho đậu quay. Thank you.